May Productions và Global Entertainment Enterprise kính mời. Chào quý vị khán thính giả. Xin kính chào các bà con cô bác. Xin kính chào các đàn bà con gái, các đàn ông con trai và tất cả các em bé. Tôi xin được trân trọng tự giới thiệu. Tôi họ Nguyễn tên Hùng. Vâng, hân hạnh được làm sứ ngôn viên cho buổi văn nghệ Hollywood Night đêm hôm nay. Để bắt đầu chương trình, xin quý vị một tràng pháo tay thật lớn cho cô Lê Huỳnh Ngọc Trâm. Đây, cô Trâm Lê. Welcome, ladies and gentlemen. Welcome to the greatest show on earth. Welcome to Hollywood Night, live at the Taj Mahal, right here in Atlantic City. Hosted by Club of Doodles, and I am your hostess, Tram Lee. And I'd like to welcome all, thank you. And I'd like to welcome all you mothers and fathers, sisters and brothers, grandfathers and grandmothers, uncles and aunts, cousins and nephews, nieces and friends, children, your children. Cô Trâm ơi là cô Trâm, cái chương trình này nó có 3 tiếng mà bây giờ đã 11 giờ mấy rồi, cô muốn mọi người ngủ ở đây với cô à? Mày ít lại một chút. Vâng, để khỏi tốn thêm chương thì giờ của quý vị, xin quý vị chuẩn bị đón mừng 5 giọng ca rất là đặc sắc. Thưa quý vị, 5 giọng ca của 5 thiếu nữ đẹp như tiên giáng trần. Thưa quý vị, đây, Linda Trang Đài, Thúy Vi, Giáng Ngọc, Ngọc Anh and Yến Mai. Vâng, bàn Ngũ Long Công Chúa. The five singers, ladies and gentlemen. Mãi riêng người mà thôi.
bây giờ ngày buồn đã qua, nhiều lỗi lầm cũng được thứ tha. Tình yêu đã đến trong ánh nắng mai, xóa tan màn đêm u tối, cho tôi biến đổi tâm hồn thành một người mới. Và con tim đã vui trở lại, tình yêu đến cho tôi ngày mai. Tình yêu chiếu ánh sáng vào đời, tôi hy vọng được ơn tiếc rồi. Và con tim đã vui trở lại, và niềm tin đã dâng về người, cho tâm hồn nguyện yêu mãi riêng người mà thôi. Giống như tôi phải đi qua vực sâu tối, tôi sẽ không sợ hãi gì, vì người gần bên tôi mãi. Và con tim đã vui trở lại, tình yêu đến cho tôi ngày mai. Tình yêu chiếu ánh sáng vào đời, tôi hy vọng được ơn cứu rỗi. Và con tim đã vui trở lại, và niềm tin đã dâng về người, trong tâm hồn nguyện yêu mãi riêng người mà thôi. Và con tim đã vui trở lại, tình yêu đến cho tôi ngày mai. Tình yêu chiếu ánh sáng vào đời, tôi hy vọng được ơn cứu rỗi. Và con tim đã vui trở lại, và niềm tin đã dâng về người, trong tâm hồn nguyện yêu mãi riêng người mà thôi. Màu sáng khắp trời răng đầy, và sân trường còn ướt mềm vì cơn mưa vừa giăng qua đây. Thế nhưng em cũng thấy lại một trời sáng tươi khi nhìn anh. Tình yêu khi mùa hè như vô tận, vì từ ngày tình yêu đến em thấy y như là gặp anh đây lần đầu tiên đó thôi. Mỗi lúc đôi mình dìu bước bên nhau, mình sánh vai nhau. Tình yêu khi mùa hè như vô tận, vì từ ngày tình yêu đến anh vẫn ngân nga lại điều ca đôi mình dìu nhau lướt êm như lúc đôi ta gần nhau. Vì thế mà buổi sáng này một màu sáng khắp trời răng đầy, và sân trường còn ướt mềm vì cơn mưa vừa giăng qua đây. Thế nhưng em cũng thấy lại một trời sáng tươi khi nhìn anh. Kể từ ngày tình yêu đến em thấy y như là mình quen nhau được vài giây phút thôi, trong khi đó từng ngày tháng em trôi, thời gian trôi. Tình yêu khi mùa hè như vô tận, kể từ ngày tình yêu đến anh cứ cho như là mình đang vui đùa chơi dưới ánh dương, bên sóng xô nơi đại dương.
thế mà buổi sáng này một màu sáng khắp trời răng đầy, và sân trường còn ướt mềm vì cơn mưa vừa răng qua đây. Thế thế nhưng em cũng thấy lại một trời sáng tươi khi nhìn anh. Tình yêu khi mùa hè như vô tận, kể từ ngày tình yêu đến em thấy y như là mình quen nhau được vài giây phút thôi, trong khi đó từng ngày tháng em trôi, thời gian trôi. Tình yêu khi mùa hè như vô tận, vì từ ngày tình yêu đến em thấy y như là gặp anh đây lần đầu tiên đó thôi. Mỗi lúc đôi mình dịu bước bên nhau, mình sánh vai nhau. La 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 thêm một cái ly sữa đậu nành nữa. Em ơi à, không có gì. Em ơi phê em, phê nhạc tình bản nhạc. Bây giờ mình nghe nhạc hay em? Nghe nhạc hay em? Đi hát karaoke hay em? You and me, bolero. Xin quý vị cho một chàng pháo tài cho một ca sĩ hát nhạc quá phê. Em ơi xếp lại đây cái băng, cái Hollywood này thành công không thể nào không nói đến cái ca sĩ này. Một ca sĩ quá đẹp, một ca sĩ dễ thương. Thưa quý vị, một tràng pháo tay cho cô Ngọc Lan. Em ơi Em ơi đi về. Em ơi mở cửa cho anh. Em ơi coi chừng té.
Yes, thank you. That's surfs up. Anyway, introduce the next person. Để tiếp tục chương trình, xin mang lại quý vị một giọng hát của nam ca sĩ rất là đẹp trai, một giọng hát của nam ca sĩ rất là đầm ấm, một giọng hát của nam ca sĩ rất là ngọt ngào. Một tràng pháo tay thật lớn cho nam ca sĩ Thái Châu đây. Thái Châu. Bằng nồi ngô khoai, kể chuyện tình bằng hạt lúa mới, và về đây nghe gọi tiếng xưa để nhớ trong tiếng vỡ bờ. Về đây nghe em, về đây nghe em, về đây tha ước mơ đi hát dạo, để chào đời bằng hạt sương mai, để bằng lòng ngọt ngào hấp hối, và hận thù người người lắng xuống, rồi tìm nhau như tìm xót xa trong lúc lệ đã đầy vơi. Này hồn ơi lên cao đem ánh sáng hân hoan cho đời, dọi vào đời cho ta tình cầu. Chưa mang theo khi ngã xuống mê mang tuổi hờn, ngày về đây nghe nhau thở dài trong đêm. Về đây nghe em, về đây nghe em, về đây từng khóc trên sông nước buồn, chờ lòng người trở về quê hương, chờ hồn mình vào dòng suối mát, chờ thật thà vào lòng dối trá, và nhặt hoa xin tạ chút ơn hoang phế khi đã gặp nhau.
Thưa quý vị, tiếp theo đây, Hollywood Night hân hạnh giới thiệu đến quý vị một danh ca sĩ lừng danh với biệt hiệu là nữ hoàn của nhạc rất gần. Thưa quý vị, Nan là thần tượng của con tôi. Nan là niềm ao ước của tôi. Và Nan là sức sống của bố tôi. Thưa quý vị, đây, nữ hoàn của nhạc rượt gân và là thần tượng của tôi. Đây, cô Linda Chan Dai. Một tràng pháo tay thật lớn. Like a virgin, hey, touched for the very first time, ooh-yah. Like a virgin, when your heart beats next to mine, whoa, whoa, oh, like a, oh my God, I am the real Linda. I'm the real Linda. Yeah, yeah, I'm the real Linda. You're not the real Linda. Who are you? I don't know who you are. Don't I look like the real Linda? Yes, yes, help. What? What? Cái gì? I don't look like... Xin quý vị, xin lỗi quý vị. Một trục trặc kỹ thuật. Ai là người Linda thiệt? Có phải cô là Linda thiệt không? Dạ phải. Cô, có phải cô là Linda không? Yes, yes, I am the real Linda. Một sự mạo nhận, nham hiểm. Ai là người không đúng? Quý vị biết ai không? Chỉ đi, giúp tôi. Ai vậy? Tôi hỏi cô, thần tượng của tôi sexy lắm, cô có sexy không? Yes. Thần tượng của tôi hát hay lắm, cô biết hát không? Thần tượng của tôi nhảy rất gân hay lắm, cô biết dịch không? Đúng rồi, cô là Please đâu, bắt cái cô này. Oh, I'll be back. Quý vị, đây, thần tượng của tôi, Linda Chan Dai. Linda Chan Dai, Linda Chan Dai, thần tượng của tôi. Này, please đâu, bắt cái cô này vào. Please đâu. Not to kill and teach you not to steal, but when we need to keep walking, just stay on top of the dirt, hip away from all the jerks, so none of them can hurt. But we can work with doing, 'cause our love is what we're ruining. Oh yeah, it's the true one. If we take a look at mankind, you're mistaken or work than mine. Everybody's doing crime, you know that it's time. Chanting ill and high, even soon.
chờ em còn mơ ngày mai sống bên chàng, mãi mãi bên chàng. Chuyện tình yêu em biết sẽ trong phai như nắng hắt hiu trong chiều thu, sao tim em còn say nhiều những lúc bên chàng, những lúc bên chàng. Don't you try and change the topic, 'cause you and me can hop it. So don't you even bother it. Love is what we're needing. Our earth is bleeding. Hollywood is pleading to everyone that's believing. I guess we need to keep working so that none of us keep hurting. It's time for us to light and work in the black and white. I just keep the love in sight, right, each and every day and night. Này, này cô Trâm à. Yes. Tôi có tâm sự, tôi muốn hỏi cô. Okay. Thưa cô Trâm. Yes. Tôi hỏi cô. Tóc cô Trâm màu gì vậy? Cái màu tóc thiệt đấy nhá. Màu gì vậy? Well, I think most people would probably say black. So. Vâng. Màu đen. Vâng. Vậy tôi hỏi với cô Trâm. Cái da của cô Trâm màu gì vậy? Well, usually it's yellow, so... Vậy tôi hỏi thêm một câu nữa. Tôi hỏi cô Trâm, ở nhà cô Trâm ăn cái gì vậy? Well, sometimes I eat cơm, and sometimes I eat nước mắm, and sometimes I eat cơm with nước mắm, so... Cô Trâm, tóc cô Trâm màu đen, da cô Trâm màu vàng, cô Trâm... ăn cơm, ăn nước mắm, ăn cơm với nước mắm. Vậy tôi hỏi, có phải là cô Trâm người Việt Nam không ạ? Sổ? Sổ sổ cái đầu cô đấy, sổ hoài vậy. Người Việt Nam thì phải nói tiếng Việt Nam, hiểu chưa? Oh, so are you saying that I don't know how to speak Vietnamese? I know how to speak Vietnamese. Vâng, vâng. Thưa quý vị, cô Trâm nói là cô biết nói tiếng Việt. Vậy mời cô Trâm nói tiếng Việt cho quý quý vị khán thính giả nghe. Mời cô Trâm. Xin thank quý you. Vị cho một tràng pháo tay cô Trâm. Anh em
Anh em, tiếng Việt gì mà cứ hai chữ à? Anh em, còn cái gì nữa không? Yeah, I can say something else. Thì nói tiếp đi, anh em. Anh yêu em. Ôi giời, 4.000 năm văn hiến của tôi còn có 3 chữ à? Thế giời. Well, if you think you know Vietnamese so well, then why don't you teach me? Nãy giờ không hỏi, hỏi một tiếng thì tôi dạy cho 4.000 năm văn hiến trong cái đầu này đây này. Hỏi một tiếng, tôi dạy cho, rồi tôi sẽ trao hết 4.000 năm trong cái đầu này qua cái đầu này nhá. Okay. Chuẩn bị. Okay, this will be fine. What am I supposed to do? Cô cứ việc lặp lại sau khi tôi nói. Tôi sẽ dạy cô cách làm sứ ngôn viên người Bắc Kỳ. Okay, that's easy. Kính chào quý vị. Kính chào cái gì? Lắng nghe. Kính chào quý vị. Kính chào cái gì? Thưa quý vị, một giọng hát tới là một giọng mà tôi mê từ lúc tôi còn nhỏ nhỏ. Thưa quý vị, một giọng hát rất là khả ái, một giọng hát đáng yêu. Thưa quý vị, Hollywood Night sẽ mang tới quý vị lần đầu tiên sự xuất hiện trên sân khấu hải ngoại. Đây, nữ ca sĩ và nữ tài tử Thanh Lan. Đây, cô Thanh Lan. Please welcome for the first time on this stage, Miss Thanh Lan. Cho duyên nợ chia lìa, giọt mưa vẫn rơi rơi bên mái hiên xưa, đôi mắt ai vương u buồn tiếc thương cuộc tình cuối mùa. Nhạc mưa khẽ rung lời ngân nga, nhạc mưa rớt trên ân tình phôi pha, lòng tan nát như nghìn phiến vỡ. Từ đêm gió mưa mang về nỗi nhớ, bàn chân ai bước trong mộng mê lối đi về chốn cũ, riêng ta lặng nghe từng giọt mưa, từng giọt mưa rơi, từng mắt lệ khóc ai khi tình chưa cho duyên nợ chia lìa. Giọt mưa vẫn rơi rơi bên mái hiên xưa, đôi mắt ai vương u buồn tiếc thương cuộc tình cuối mùa. Nhạc mưa khẽ rung lời ngân nga, nhạc mưa rớt trên ân tình phôi pha, lòng tan nát như nghìn phiến vỡ. Từ đêm gió mang về nỗi nhớ, bàn chân ai bước trong mộng mê lối đi về chốn cũ, riêng ta lặng nghe từng giọt mưa, từng giọt mưa rơi, từng mắt lệ khóc ai khi tình chưa phai. Từng giọt mưa, từng giọt mưa rơi, từng mắt lệ khóc ai khi tình chưa phai.
Home, I don't mean to embarrass you in front of 5 million people who are watching you right now. Izzy. But let me ask you something. Why do you sound so funny? Cái gì? Cái mặt tôi thế này mà cứ nói tôi funny à? No. What I wanted to say was, what are all these imaginary Z's in the Vietnamese language? All the z, 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 z. Ôi trời ơi! Cái giọng bất kỳ nó như vậy đấy! Người ta mời tôi tới đây để tôi làm sứ ngôn viên thì tôi phải nói cái tiếng bất kỳ. Còn cái bổn phận của cô đấy nhá, cái bổn phận của cô thì cô nói tiếng Hoa Kỳ, hiểu chưa? Yes, thank you. What? Wacky? Wacky. Wacky? What in the world is wacky? What's a wacky language? Do you know wacky? I don't know wacky. Home, I thought I was invited to this show to speak in English. Yes, you speak English, me speak wacky. You speak English, understand? Oh, understand? Oh, okay, all right. Cô đứng yên đó, để tôi dùng cái giọng bất kỳ dễ thương của tôi. Tôi sẽ giới thiệu đến quý vị một đôi song ca vàng, một đôi song ca uyên ương, tràn da vàng, nàn tóc vàng, mà hợp lại rất là tông xuyên tông. Thưa quý vị, chúng tôi muốn nói đến Công Thần và Lin. No, it's Công Thần and Lin. Content and Lin, right. Tôi nghe đồn lần hai người này có thay đổi trong cái chương trình một chút là đổi bài. Tại vì mới đầu định hát một cái bài nào đó, nhưng mà lo đánh bài quá thua cả tiền, hết cả tiền, nên bây giờ mới chọn cái bài hát gọi là bài Tình Nghèo. Lovers Without Money. Xin quý vị một tràng pháo tay thật lớn cho Công Thần và Lin. Content and Lin. Hò la hò lơ. 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 Đôi ta cùng là gặp nhau dưới cầu, bóng mát dưới cầu. Nhớ nhớ thuở nào anh đây làm công, em là gánh ròng, miếng trầu cau là nên đôi vợ chồng, đôi vợ ya chồng. Gió sương ơn hai mùa là lúa chín ngô vàng, lúa chín ngô vàng. Suốt một đêm anh là cùng em, dưới là bóng trăng, tiếng chảy tre là cối đất nhịp vui, nhịp nhàng vui. Xa, nước tràn về làng ta, nước hơn cuộc tình quê. Ruộng màu là tan vỡ, vườn nghèo là sơ xác, cửa nhà là ngơ ngác, đôi là trẻ thơ đi là về mô. Ta đánh giặc giang là ruộng xanh, tình nghèo là mong manh, đường chia rẽ đôi lửa mình, đừng chia rẽ đôi lửa mình. Lúc trở về quãng đường xa, anh là bước lê không may.
dù là mời anh cứ về. Anh hỡi anh cứ về. Cánh cánh đồng quê vẫn là còn kia, vẫn là lũy tre, tiếng chảy tre là đang mong người về, mong đợi người về. Mãi mãi nhà diêu, anh là đèn kêu, đôi là lứa yêu, ơn hai mùa là lúa lắm ngô nhiều, lúa lắm ngô nhiều. Sớm sớm ngày mai, nắng là hồng soi, nghe là khắp nơi tiếng cày xe là cối đất nhịp vui, nhịp nhàng vui. Họ là họ lớn, họ là họ lớn, họ là họ lớn, họ là họ lớn, họ là họ lớn. Baby, attitude. I'm good, man. You're cool. Yo, yo, let me tell you something. Cô Mỹ Huyền ở trong cái phòng này. Giờ Mỹ Huyền sẽ gửi đến cho quý vị một bài hát Tím Cả Rừng Chiều, một giọng hát mượt mà, một giọng hát cool. Vâng. Xin quý vị cho chúng tôi một tràng pháo tay thật lớn cho cô Mỹ Huyền. Đây, Mỹ Huyền. Tan bóng sương khi gió cuốn liều yêu tím chiều lên màu. Từ xưa có nàng vẫn đợi, vẫn chờ trông ngóng mùa hoa tím rừng thu. Hẹn khi nào ngày đi chiến đấu, hoa rừng tiễn người yêu. Hôm nay tím rừng hoang vắng, vắng đợi mong anh về. Gió lạnh đầu mùa, một mùa thu man mác, rung gió tím ngàn hoa như màu tóc nàng. Ngồi mơ ngóng ngoài biên thủy, có chàng chiến sĩ hành quân giữa trời khuya. Lạnh chờ biết bao lần. Vi vu đưa lòng về từ biên khu, nắng xanh bao la chập trùng khuất sâu rừng thu. Dư âm đâu đây nghe vọng buồn lên nhắc đi, qua bao ngăn cách vui buồn kẻ ở người đi. Rồi một đàn chim theo gió người đẹp môi hoa cài lên áo anh cho hoa thơm dịu hiền. Tím cả rừng chiều
thẹn thùng mơ áo cưới, nhắc nhớ đến người đi duyên thầm ước gì. Ngoài xa cách biệt kinh kỳ, có chàng chiến sĩ đẹp đi khắc lòng em. Chờ khi nào ngừng tay chiến đấu, mong đẹp lứa vừa đôi say xưa với rừng hoa tím mà nhắc ngày hẹn ước là lúc anh về. Đàn chim theo gió ngàn đưa lối, mách bóng người đã về khi màu tím nhuộm thu, nụ cười đẹp môi hoa cài lên áo anh cho hoa thơm dịu hiền. Tím cả rừng chiều thẹn thùng mơ áo cưới, nhắc nhớ đến người đi duyên thầm ước gì. Ngoài xa cách biệt kinh kỳ, có chàng chiến sĩ đẹp ghi khắc lòng em. Chờ khi nào ngừng tay chiến đấu, mong đẹp lứa vừa đôi say xưa với rừng hoa tím mà nhắc ngày hẹn ước là lúc anh về. Xin quý vị cho tôi một tràng pháo tay thật lớn cho danh ca sĩ kim nhạc sĩ anh Nhật Trường. Một tràng pháo tay thật lớn cho anh Nhật Trường qua bài Từ Dặn Xa Em. Anh Nhật Trường đã viết bài này sau khi tới Hoa Kỳ. Một lần nữa, đây anh Nhật Trường. Có thở đi, có làm gì vậy? Đi vào tỉnh coi. Nợ trần chưa nguôi,
rất cô đơn sự là lạc loài. Bàng hoàng không có em, có em trong cuộc sống xa rất xa. Cô đẹp một mình, ô cô đẹp thèm tình nghĩa. Có một điều gì đó trong nhịp sống vội vã, có một điều gì đó theo ngày tháng rời rạc kể từ dạo không em. Từ một xa xăm đôi khi anh trẻ thoáng dối gian bằng tình yêu, lạc vào cô liêu bằng một cơn đau như cơn hấp hối trong âm thầm. Chỉ có anh cuộc đời mong manh, dòng đời trôi nhanh trốn bắt cho phôi phai ân tình bọn chúng mình. Em ơi hứa nhé yêu đương trăm năm, yêu đương một đời. Trần chưa nguôi thức giấc cô đơn xứ lạ lạc loài. Bàng hoàng không có em, có em trong cuộc sống xa rất xa. Cô đẹp một mình, ô cô đẹp thèm tình nghĩa. Có một điều gì đó trong nhịp sống vội vã, có một điều gì đó theo ngày tháng rời rạc kể từ dạo không em. Từ một xa xăm đôi khi anh trẻ thoáng dối gian bằng tình yêu, lạc vào cô liêu bằng một cơn đau như cơn hấp hối trong âm thầm. Chỉ có anh cuộc đời mong manh, dòng đời trôi nhanh trốn bắt cho phôi phai ân tình bọn chúng mình. Em ơi hứa nhé yêu đương trăm năm, yêu đương một đời. Trăm năm yêu đương một đời, mãi thôi. Hứa nhé yêu đương trăm năm yêu đương một đời, mãi thôi. Vẫn không ai kết duyên đôi, thế nhưng tôi vẫn đơn côi, vẫn không ai đòi hỏi tôi. Không có anh
vui xuân tôi 20, tôi mong như ai vui trong duyên đôi sẽ biết đời niềm hạnh phúc trong tay người hay trong mắt môi tươi cười. Họ yêu nhau và đi tới sẽ sống với niềm vui mới, khiến cho tôi có ai yêu sẽ quên đi những cơn đau, dắt tay nhau tới mai sau, tới nơi yêu nhau dài lâu. Tous les garçons et les filles de mon âge se promènent dans la rue de Pardieu. Tous les garçons et les filles de mon âge savent bien ce que c'est que d'être. Et les yeux dans les yeux et la main dans la main, ils s'en vont amoureux sans peur du lendemain. Oui, mais moi, je vais seul par les rues, l'amour paix. Oui, mais moi, je vais seul, que personne ne m'aime. Mes jours comme mes nuits, comme les garçons et les filles de mon âge me demandent qu'on viendra le jour où les yeux dans ses yeux et la main dans sa main, j'aurai le cœur sans peur du lendemain. Le jour je n'aurai plus de tout l'amour paix, le jour moi aussi j'aurai quelqu'un qui m'aime. Thôi cô Trâm ơi, tôi thú thiệt với cô Trâm nhé. Okay. Tiếng Việt của cô Trâm thì hết thuốc chữa rồi. What? What? Hết thuốc chữa rồi. Look me in the eyes and say that. I have taken so much from you home all these years. You can call me anything you want. You can call me stupid. You can call me anything. But you have crossed the line this time home. And there's the line. I draw the line at hết có chữa. What does hết có chữa mean? Thấy chưa? Tôi nói hết thuốc chữa mà cô nói hết có chữa. Tiếng Việt của cô là hết thuốc chữa rồi. Well, well, you think you're so good, don't you, Home? Mr. Home? Uh-huh. You think you're so hot, look at me when I'm talking to you. You think you're so hot just because you know Vietnamese and I don't, correct? Tôi biết tiếng Việt mà biết tiếng Việt nó kỳ nữa mới khó chứ. Well, let me tell you one, let me ask you one thing, Buster. Do you know how to speak English as well as I do? Hmm? Tiếng Hoa Kỳ. Trời ơi, tiếng Hoa Kỳ thì biết chứ sao không biết? Oh, really? Well, then let me hear you say something. Go ahead. Muốn thì tôi nói. I thought so. I knew you couldn't speak Vietnamese. Well, let me teach you, okay? 20 years, 20 years of English since 1975. Right here, right in this head here. And I will take everything I know and put it into your little head, okay? Little? Yes. What little? And I will teach all of you all I know about English, okay? Okay. There are many, 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 many kinds of Englishes. Oh, you like tiếng Hoa Kỳ à? Yes. But tonight I will teach you three kinds of Englishes, okay? Ba loại. Yes, three kinds. The first one. Yo. Uh-huh. Mỹ đen.
Yo, 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 what's up, baby? Yo, your feet must be really tired because you've been running around my mind all day, yo. Minh, yes, did you get that? The second one is... Mi-chan. Hi, everybody. Am I, like, on stage? Oh, my God. And, like, gag me with a spoon. I'm, like, from California, you know? Did you get that? Cái đó là mì gì vậy? Mì trắng. And the third one, last but not least, and the most important one, mì vàng. Mì vàng. Ôi giời. Thôi, you đừng có làm như vậy nữa. Mì mắc cỡ lắm, you know? You... You làm như vậy đó, you mà rờ đó chỗ đó nữa đó là mi sẽ mẹ về, mi mét mắm mi á. Ôi xin. Did you get that? Cái tiếng mỹ van nghe thấy nó nguy hiểm quá cô ạ. Well, what do you think? Vâng, tôi dễ thôi. Oh really? Dễ no. Thôi, tiếng mỹ, muốn tôi làm tiếng mỹ gì? Whatever you want, hon. Tôi làm tiếng mỹ đêm. Okay, please. The stage is yours. Yo, yo, vô, vô, vô nhà men, vô, vô, vô nhà men, vô, 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 vô nhà men, vô, vô, vô. Home. I said mỹ đen, not monkey. Vô. But that's okay. Ladies and gentlemen, please welcome the fabulous, the incredible, the erotic Ngọc Bích in her song, The Power of Love. Please. Lời chia ly trong chiều mưa bay, cuộc tình tan còn những cơn đau, cô đơn xanh xao nỗi nhớ thương về ai, giọt nước mắt trên môi mềm, và nơi đây bên thềm lá úa rơi, đường về mờ bóng trăng soi, giờ một mình trên phố vắng người, trong những tháng ngày buồn không ai, tình yêu vỗ'cause I'm your lady.
gonna do all that I can. We're heading for something, somewhere I've never been. Sometimes I am frightened, but I'm ready to learn of the power. Với quý vị, một nam ca sĩ đa tài, đa tình, đa đủ thứ, nhất là đa râu. Đây, nam ca sĩ đa tài, đa tình, đa đủ thứ và đa râu, anh Trịnh Nam Sơn. Anh khi anh u sầu, một chiều thu em đến ấm áp đôi môi ta cho nhau, rồi tình ta theo gió bay về bên kia đại dương, nơi tình yêu sẽ không bao giờ nhạt sắc hương. Một chiều thu anh nhớ nhớ dáng em xanh xao thao gầy. Một chiều thu anh đã đứng ngóng trông mong sao hôm nay. Lời ngọt ngào yêu thương ta nguyện cho nhau dài lâu, không là gian dối cho đời mình nhạt sắc hương. Anh yêu em như ngày quen nhau, anh yêu em như từng cơn sóng ngầm say sưa trong men nồng cay đắng vươn cao theo chiều gió. Anh yêu em như dòng suối má, anh yêu em như lời Chúa đã dạy, bên nhau không bao giờ ngăn cách, hãy nhớ cho tình anh. Một chiều thu em đến, đến với anh cho anh nụ cười. Một chiều thu em đến, đến với anh đôi môi nồng nàn, để lòng anh ngây ngất như tình yêu đã gọi tên, trao về em trái tim hồng chất ngất yêu thương. Trong men nồng cay đắng vươn cao theo chiều gió. Anh yêu
xuôi mát. Anh yêu em như lời Chúa đã dạy. Bên nhau không bao giờ ngăn cách, hãy nhớ cho tình anh. Một chiều thu em đến, đến với anh cho anh nụ cười. Một chiều thu em đến, đến với anh đôi môi nồng nàn. Để lòng anh ngây ngất như tình yêu đã gọi tên. Trao về em trái tim hồng chất ngất yêu thương. Trao về em trái tim hồng chất ngất yêu thương. Cô Trâm biết sao không? Vậy làm phụ nữ Việt Nam đấy nhá. Ờ thì phải dịu dàng, nhẹ nhàng, dễ thương. Biết rồi. Hiểu chưa? Mà mỗi lần mà tôi nói chuyện với cô không có nói chuyện cái gì? Không có hiểu. Tôi bảo á thì cô dạ, mà tôi gọi đây thì cô vân. Hiểu chưa? Cái gì? Được rồi, hiểu rồi. Nhưng mà Trâm nghĩ đó, Hùng có vẻ hiểu biết nhiều về phụ nữ Việt Nam mình quá hả? Đương nhiên mẹ tôi là phụ nữ mà. Nếu như vậy đó, thì Trâm nghĩ chắc chắn Hùng có thể là một người đàn bà Việt Nam rất là dễ thương đó Hùng à. Cũng có thể. Nhưng mà để tiếp tục chương trình, xin quý vị cho chúng tôi gửi đến quý vị một giọng ca mà đã đan lên trong những năm vừa qua trên sân khấu hải ngoại. Đây, giọng hát của nữ ca sĩ Kiều Nga. Trong hơi cây khói thuốc mờ, ta trao nhau chiếc hôn đầu. Không gian tình yêu hé như nụ hoa, đôi ta quen nhau rất vội, ta yêu nhau rất chân tình. Nhân gian quanh ta đâu tin tình yêu chúng ta muôn đời, đau thương bóng dâng ngập cõi lòng em. Cơn phiêu lưu tháng năm nào muôn đời không phải mơ. Trôi môi duyên tình ta bao nhiêu tháng năm rồi, ta đánh mất nhau trong đời. Những tiếc nuối tháng năm xưa để nước mắt rơi trong lòng. Đau thương bóng dâng ngập cõi lòng em. Cơn phiêu lưu tháng năm nào muôn đời không phải mơ. Le soleil est tombé, quelle chose et journée. Nous avions tant marché, on était dans la main, que l'on s'est arrêté au boulevard Saint-Germain. Et je leur m'aime aimé au moins. Et je
crois, si tu viens plus que seul, je me souviens au retour de ces gens qui criaient comme si j'étais jaloux de voir que l'on s'aimait. Et je leur demande d'aimer au moins. Thưa quý vị, chúng tôi sẽ mang lên trên sân khấu này một cô gái rất là duyên dáng. Cô ta sẽ gửi đến quý vị bài hát Ai Nói Yêu Em Đêm Này. Thưa quý vị, cho chúng tôi một tràng pháo tay thật lớn cho cô Bích Thuần. Đây, Bích Thuần. Bích Thuần will be singing to you Who Says He Loves You Tonight. Bích Thuần, ladies and gentlemen. Ngày thơ ánh đèn nào màu đơn côi, lẽ sao nhiều hơn mưa lũ. Ai dìu bước em đêm nay, ai dìu bước em đêm mai, ai dìu bước em tương lai. Nhịp chân nào đưa ra rời, tim kèn nghẹn như tiếng khóc, thương cho người một kiếp vô duyên. Rồi từng đêm qua biết bao tay người, một lần xón nhạt môi, cay đắng thêm trong đời. Tại một cơn mê mình ai nghe như trong lòng dòng tố đang lún sâu. Ai nói yêu em đêm nay, ai nói yêu em đêm mai, ai sẽ yêu em sau này. Khi bóng chiều thân thơ rơi, chợt bừng men say, ai nói yêu em đêm nay. Ai nói yêu em đêm nay, ai nói yêu em đêm mai, ai sẽ yêu em sau này. Son phấn nào diệt ngày thơ, ánh đèn nào màu đơn côi, lệ sao nhiều hơn mưa. Nào đưa dáng rời hồi tiếng kèn.
thêm trong đời tàn một cơn mê bé bàng một mình ai nghe như trong lòng giống tố đang lún sâu ai nói yêu em đêm nay ai nói yêu em đêm mai vẫn son phai giá rời cuộc đời buồn vui ai nói yêu em đêm nay now that you know English so well why don't you show off to the audience what you know. Wouldn't you like to hear him speak English? Tôi sẽ nói tiếng Mỹ. Please. Xin lắng nghe. Ladies and gentlemen of the jury, welcome to our show. We have an exciting act coming up for you. Yes, we do. He is exciting. He is good looking. Yes, he is very, very, very sexy. Yeah, many girls love him. And he sing. Yes, he rock and roll. What? I'm not done yet. Leave me alone. What? Your English is good. It's very good. But cái tiếng Mỹ đó nó ngộ một cái đó là nó dùng nhiều động từ to word. Yes. Nó dùng nhiều tay chân rồi nó mới nói chuyện được, người ta mới hiểu được. Hùng chỉ thiếu một cái đó thôi, nhưng mà ngoài ra cái đó Hùng nói rất là hay. Phải quơ tay chân. Yes, yes. Nếu như vậy đó thì Trâm sẽ ra sao dạy cho Hùng cách nói tiếng Mỹ cho nó chính xác nha. Vâng. Rồi sau đây quý vị please welcome the fresh prince of teeny bopper music, Mr. Thai Thai. See? Yes. You're a woman. Mr. Thai Thai. Yeah, he is sexy spot. You want me to bow, right? Yes, yes. Okay. Mr. Thai Thai, I tell you. Right. You can be quiet now. You can be quiet now. I
Thưa cô Trâm. Dạ. Tôi đã trao hết tất cả cái gì tôi biết cho cô rồi. Dạ vâng. Bây giờ cô là một người phụ nữ Việt Nam hoàn toàn. Nhưng mà tôi có một câu đố tôi hỏi cô Trâm. Dạ. Đố cô Trâm, người sứ ngôn viên, phụ nữ sứ ngôn viên nào dễ thương, ăn nói dịu dàng, lịch sự mà nói chuyện hay nhất? Người sứ ngôn viên nào nói chuyện hay nhất? Tôi đố cô, đố quý vị luôn. Ôi giời, cô làm duyên cái kiểu gì mà kỳ thế hả? Ôi giời, cô định chọc ai phải không? Đâu cô có. Định chọc ai? Đâu tôi có. Biết được nha, tôi lấy báo tôi đánh cho đỏ đít nhá. Vâng, vậy xin mời cô Trâm với tất cả cái tính phụ nữ của cô giới thiệu bài hát tới. Dạ vâng, cảm ơn. À, và sau đây quý cô vị... phải nói tiếng Bắc chứ nói bằng sau đây là cái gì. Và sau đây quý vị sẽ được thưởng thức một bài nhạc với lại một giọng hát vừa dễ thương và vừa khiêu gợi. Đây là giọng hát của cô Thanh Vân. Xin quý vị cho cô Trâm và cô Thanh Vân một tràng pháo tay thật lớn.
trôi cho ai sầu nhớ. Từ khi vắng anh, tình trong mắt xanh tàn theo cuối trời. Từ khi vắng anh, buồn trong mắt xanh như những ngày xưa. Tràn pháo tay kinh khủng cho nó sập cái nhà này xuống cho hai người này. Ôi, một cuộc gặp gỡ đáng nhớ. Chiều trên phá tâm gian. Thưa, đây Thanh Lan và Nhật Trường. Một tràn pháo tay thật lớn. Bất tận em ơi, em ơi.
trời đang mưa. Em đi dưới hàng hiên sướt mướt, nhìn bóng bóng nước chảy trên hè như đóa hoa nở hồng. Giờ này em vào quán nước quen, nơi chúng ta thường hẹn, rồi bập bình buông tâm trí trên từng đợt tiếng lao xao. Giờ này thành phố chợt bùng lên, em dòng lệ bất giác chảy tuôn, nghĩ tới một điều em không rõ, nghĩ tới một điều em sợ không dám nghĩ, đến một người đi giữa chiến tranh, lại nghĩ tới anh, lại nghĩ tới anh, nghĩ tới anh. Chiều trên phố Tam Giang, anh sực nhớ em, nhớ ôi là nhớ, ôi là nhớ bất thần. Em ơi, em ơi, nữa, đúng rồi, nữa, chưa hết đâu. Không muốn hả? Trả 50 đồng thì phải còn nữa chứ. Club of noodles, club of noodles, club of noodles, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hollywood Night proudly presents Club of Noodles. My family, my friends, my love. Club Noodles, thưa quý vị, là những người anh em, bà con, cô bác, họ hàng, bạn bè của chúng tôi. Và bầu bịch. Vâng, có bầu của hắn nữa. Thưa quý vị, xin cho một tràng pháo tay cho anh em chúng tôi. Ban nhạc kịch Club Noodles sẽ gửi đến quý vị màn nhạc kịch gọi là Chồng Bé Vợ Già. Đây, Club Noodles. Thằng kia, cái đấy, con chim đấy là chim của tao đấy. Mày thằng này láo nhỉ? Con chim này là con chim của tao. Chim này là chim giống Việt Nam, nó không có lông. Còn chim mày là chim có lông. Ôi, ôi giời, chim tao mày vặt lông hết rồi. Tao đánh mày chết. Mày là... Bu ơi, Bu ơi, cái thằng này nó đánh anh này, Bu ơi. Thằng nào đấy hả? Nó đòi chim của anh rồi nó còn muốn đánh anh đấy. Thằng nào hả? Thằng nào dám hí chồng ba hả? Qua đây. Mày mép Bu mày, tao mép Bu tao. Bu ơi, Bu. Cái gì? Cái thằng... Cậu rực chim. Cái thằng ấy đấy. Nó lấy chim anh, nó vặt hết lông rồi. Ai? Ai à? Ai dám giật chim chồng bà? Cái thằng này à? Thằng đấy. Ôi giời ơi, khổ quá. Bớ cái bà dằn ơi. Bớ cái bà gì ơi? Bà xe duyên kết tóc cho chúng tôi làm gì? Bà có ngon ra đi tôi cáo này. Bà dằn bà gì? Bà dằn bà
dạy anh đánh vần cái chữ này đi Bu. Không có đánh vần gì hết ấy. Bu ơi, Bu dạy cho anh đánh vần cái chữ này đi Bu. Ôi giời ơi, cậu ăn cơm hay là ăn cắn lợn là dốt thế à? Đúng là ngốc đấy. Thì một chữ nhỏ thôi mà Bu. Bu xem nào. L Ô lô. Ôi giời, thằng nào thôi kiếp. Thằng nào chỉ cậu. Thì cái thằng đấy đấy. Nó đi, cái thằng đấy đi. Lại là thằng ấy à? Giờ dãy quá. Về tắm ngay cho Bu. Về đánh răng, xúc miệng, thối. Bu ơi Bu, anh không biết tắm. Bu mấy ơi. Tuổi rồi mà không biết tắm. Anh không biết đánh răng. 15 tuổi. Lớn rồi, về trước đi. Bu về, Bu tắm sau. Về trước đi. Này Bu. Anh về đánh răng rồi, Bu cho mình vú tí nhé. Bú à? Vú tí nhé. Về trước đi, Bu về Bu tính Bu cho. Bu nhớ nhé. Bà con thấy không, người ta lấy chồng thì được chồng yêu, chồng quý. Còn tôi lấy chồng được dí mà cũng chẳng ham. Thế mà lấy chồng từ thuở. Thiếp đã sáu con. Úi giời ơi, 5 năm mà nó lại ra 6 đứa. Dạ chẳng giấu gì các cô, các cụ, các bác ạ. Dạ lần cho ấy để cái sóng thai. Yêu nhau mà nó ra cái song thai. Nó mà yêu nhau nó ra cái quái quỷ gì nhỉ? Ơ hay nhỉ. Bà yêu lấy làm cóc gì bà nào. Ấy này. Muốn biết yêu là thế nào ấy à? Thế nào hả? Yêu là thế này đây này. Yêu nhau. Mình dắt nhau đi. Dắt nhau đi đâu? Đi karaoke. Shopping. Dắt nhau đi shopping. Chưa phải là yêu đâu. Yêu nhau. Mình dắt nhau đi. Đi đâu? Đi motel. Đi motel.
rằng à ơi à là quá cầu tình 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 gió bay tình 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 gió bay joining us here in Hollywood Night in the Taj Mahal in Atlantic City. Thưa quý vị, chương trình của chúng tôi đến đây là chấm dứt. Xin quý vị cho chúng tôi một tràng pháo tay thật lớn cho mời tất cả những ca sĩ đã đóng góp cho buổi văn nghệ tối hôm nay. Một tràng pháo tay thật lớn đây. Mời Rita Trang Đài, Mai Hằng Nở. Mời tất cả. Chúc quý vị về bình yên và coi chừng đừng có để thua tiền ở ngoài đó. Xin chào quý vị. See you next time, ladies and gentlemen. Bình an.